Hello anh em nha, chúng mình tất cả anh em đã đến với channel của mình và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái con 7 viên ngọc rồng siêu cấp anh em ơi. Tập 1 thì mình đã chơi qua được một chút rồi, sang tập thứ hai này thì đội hình của mình đã có thêm hai con thành viên mới, đó chính là con Radix, anh của Huku, và con thứ hai đó chính con là con Nappa. Đây là con ba con người ngoài trái đất rồi, người ngoài hành tinh là xảy ra đây. Ba con này thì mình thấy cũng tương đối mạnh đấy, nên mình tăng cấp nó lên một chút để mình quét tải xem có đánh được không em nha. Đây là lần thứ hai mình bắt đầu chơi con game này, tiến độ sẽ nặng lên rồi. Ba con tướng này thì là ba con tướng có cái tay nắm đấm thì chắc là tướng dạng là sức mạnh rồi. Chưa gì đã thấy Radix anh trai Goku đã chết rồi, yếu vậy. Cái tự game này thì mình cũng mới chưa được biết ra để tăng được sức mạnh của mấy con tướng này lên nhờ. Xin mấy con này thì quét sao được hả anh em ơi, nhưng nó yếu quá. Tất cả làm sao để kiếm được mấy con tướng khác sức so hơn ta. Không biết anh em nào nghiên cứu chuyên sâu về cái con game này cho mình một vài những kinh nghiệm để mình chơi không. Anh hùng tu hành level 20 là nó có cái chức năng tự động chiến đấu rồi này, hay quá xa. Kia mấy con tướng tư chất cao thì cái game này nó thấy nó ít nhỉ. Còn mấy con tướng free quét ải thì toàn tư chất 15, 14 thì chắc cùi. Khi hiệu ứng các thứ đẹp, kiếm được mấy con tướng khác review cho anh em xem. Còn là channel mình đang chơi channel mới, không biết là có mới hay không nữa, nhưng mà hiện tại đang mình đang chơi channel 207 đây, không biết là mới hay cũ, chắc là mới nhất rồi. Mới nhất nhưng biết đâu đó nó cũng ra được tầm tháng rồi thì sao. Anh em ở đây sở hữu các đội hình gì chưa, những con tướng nào mạnh chưa. Tại đua top trong game hình như nạp trong game nó cũng tích cho anh em được mấy con tướng Vegito và Lu ấy, các con đấy mạnh lắm. Xin mấy con tướng cơ bản này chắc yếu xìu à. Bảy viên ngọc rồng siêu cấp. Ta điểm qua cái nạp này đấy, nạp lần đầu này, nạp đầu tiên bất kỳ nhận được Goku này, VIP cấp 2. Xem những tính năng VIP bên này thì sao. Đặc quyền chín chưa thấy mà xuất hiện tặng cứa anh em ơi. Dùng để nhận một anh hùng 7 sao, đến VIP 13 mới được nhận. Kẹo anh hùng 6 sao, VIP 8 được nhận. 6 sao là VIP 8, VIP 13 là 7 sao anh ạ. Còn cái đua top thì sao nhỉ? Đua top còn xếp hạng được. Xếp hạng mặt đâu? Chuyến binh nhỏ quá, đi đồ. Mình chưa thấy bảng xếp hạng ở đâu anh em ạ, không biết thấy con này kiếm kiểu gì nhỉ. Tư chất 43 này, cửa hàng bán tiền lắm chứ.
chiến sĩ mạnh nhất. Cái này đã thấy có vô cực heo Vegeta này, thần ma hóa các kiểu đây, mạng server đây này rồi, đây là số 2 rồi anh em ạ. Chơi có mỗi một quan tướng vậy. Ôi, Vegito Blue rồi này anh em này. Ui, đã mạnh thế này rồi thì chơi bời gì anh em ơi. Kiếm con Vegito Blue ở đâu ra anh em ơi. Mình cũng chịu ấy. Mới chơi chưa biết gì. Vegito chất 41 cả. Đồng quá. Không nói là cách nhận ở đâu anh em ạ. Cái này chết. Một cái năm không bật đến là một con 7 sao. 7 sao anh em ạ. Cái 13 mới được ngẫu nhiên một con tướng 7 sao. Mà nó hên xui ra một cái con là mình không thích. Ra một con tướng là cùi cùi đi đấy. Nếu xuống bên dưới những con 6 sao thì nó được những con gì. Các Goku. Đây cũng con Gosa 6 sao là những con màu đỏ như này. Xeo Goku và T đi ra cuối Trăng Android 18 Satan mà cũng 6 sao anh ạ. Bụi béo này thắng. Hơi bị ảo rồi. Mỗi thế giới này. Mỗi ảo. Không biết những con tướng đấy kiếm được kiểu gì nhỉ. Chẳng lẽ lúc 13 mở ra hình được đúng có con Vegito đấy nhỉ. Hơi bị thắc mắc nhỉ. Ok, đấy, chúng ta cứ biết vậy, cứ chơi à. Cứ chay thôi. Dần dần tìm hiểu sau anh em ơi. Và cứ chơi chay mấy con này trước đi. Quét được cái đâu thì quét. Harin đi. Cùng quá rồi. Từ hóa lên đánh nó bọc hơn thế nào nhé. Anh trai Goku trông vẫn sắp ngỏ một vòi rồi. Cũng gần chết rồi chứ chưa chết. No, phải bảo vệ căn cứ cái chứ. Đúng rồi. Nếu cái căn cứ này mình bị đập chết là mình thua đấy.
cái đỡ. Nâng cấp lên thì nó quét ải dễ hơn hẳn luôn. Tầm 3 sao. Trước mà không nâng cấp thì chỉ được 2 sao thôi. Mất năng lượng. Tôi làm sao được, đừng để chết các bạn, cái thà này em cố gắng đừng để chết, tự động thì nó tự đánh cho mình nhưng mà mình không kiểm soát được đấy, em cố gắng đừng để chết thì cứ nâng cấp mắt đi, con nào ra trận được thì cứ nâng cấp mắt đây, con cuối cùng đánh con bốt này mình nghĩ có khi chắc chắn một đứa trong team của mình nào cũng có đứa chết ra xem, đây nhấn cái bốt Vegeta rồi. Nếu có trụ được không đây? Cố lên nào, anh trai của Goku Raditz, cố lên. Rồi, công ty còn được. Choáng đi, ôi ôi đừng, ôi con bốt nó trưởng mạnh quá. Nappa, này. Đúng rồi, này lắm các bạn ơi. May không chết ai anh em ạ. Được các bạn ơi. Đúng cái này 3 sao rồi này. Đúng ở bên trên này, lúc mình chưa nâng cấp thì nó chỉ được có 2 sao thôi, mình chuyển nốt đi. 3 sao phun quả. Mười mảnh Karilin. Đúng, mình tính nó mất rồi. Cái này 25 sao. Đánh ước cái này đi cho nó hết thể lực này cho nó đỡ kịp quay lại. Sau này thì càng quét thôi. Ui, mấy con chó sói cầm súng này nó bắn không ra đấy. Mình nghĩ là ăn được, ải kia mình còn ăn được nữa giải này. Trước còn lại. À, 8 9 này rồi. Mười mảnh Karin, Karin cũng biết là con tướng à. Cứ nhìn hàng đúng không? Chúng túi đầu người ta. Túi đồ đâu ta anh em ơi. Đội ngũ đây, túi đồ đây, Karin.
Mảnh Karilin nhận được nó xuất hiện ở đâu vậy? Trang bị ngọc rồng có thể triệu hoán một lần trang bị. Mắc tờ hợ anh em. Nếu hiểu kiểu gì như vậy. Hay đi mình đâu đâu. Không có gì xuất hiện mạnh nhỉ. 45. Cái giao diện nó cứ tù mù ấy nhưng mà mảnh Kalin mới nhận được thì nó ở đâu ta? Không hiểu hiểu gì luôn. Thôi em ơi, là clip của mình cũng xin lại ở đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau nha. Bực thật đấy, bực. Bye bye anh em.